Nội dung bài học tiếp theo tôi hướng dẫn cho các bạn về hạch toán giấy báo có với nội dung là thu tiền học phí của học sinh. Khi mà chúng ta hạch toán hóa đơn bán ra, treo trên công nợ tài khoản 131 phải thu thì khi nhận được giấy báo có hoặc là sau kê ngân hàng thì các bạn sẽ hạch toán làm giảm công nợ phải thu bằng nghiệp vụ nợ tài khoản 1121 và có tài khoản 131. Ở đây thì chúng ta thu theo ngày, tức là Tại phần hóa đơn bán ra, khi chúng ta hạch toán phản ánh vào tài khoản 131 của ngày mùng 5 tháng 1, bao gồm 8 học sinh, thì trên phiếu báo có chúng ta cũng thu tiền hàng loạt của 8 học sinh này. Vì 8 học sinh này nộp tiền vào ngày mùng 5 tháng 1 và chúng ta đang treo trên công nợ 131. Nếu như mà các bạn vào phân hệ ngân hàng chọn thu tiền, thì các bạn sẽ phải làm thao tác thu của từng đối tượng một. Như vậy thì rất là lâu và tài khoản nợ cũng vẫn hạch toán 131 và số tiền này là số tiền của từng học sinh. Nếu thu như thế thì khá là lâu. Do đó, ở đây tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách thu tiền hàng loạt của các học sinh ngày mùng 5 tháng 1 mà chúng ta đang hạch toán ở bước 1 ở trong phân hệ bán hàng treo trên công nợ nợ tài khoản 131. Thì ở đây tôi sẽ vào thu tiền khách hàng hàng loạt và tôi lọc là từ ngày mùng 1 tháng 1 đến ngày mùng 5 tháng 1 và ngày thu tôi sẽ để là ngày mùng 5 tháng 1. Tôi nhấn nút báo lấy dữ liệu. Thì lúc này các bạn sẽ thấy được số tiền của 8 học sinh ngày mùng 5 tháng 1 hiển thị lên đây. Bao gồm Lan Anh Gian, Tuệ An, Ngọc Ánh, Ngọc Ân, Thị Bích Kim Chi và Tiến Lâm bằng đúng với lại những học sinh ở trên giấy báo có. Sau đó tôi nhấn vào chữ thu tiền. Phần mềm sẽ tự cập nhật lên phần thu tiền khách hàng loạt này và lý do ở đây các bạn có thể ghi là thu tiền học phí, ngày hạch toán ngày chứng từ và tổng tiền học phí là 80 triệu 452.400 đồng bằng đúng với số tiền mà chúng ta thu ở trên phần mềm MISA. Và nghiệp vụ hạch toán vẫn là nợ tài khoản 1121 và có tài khoản 131. Hạch toán xong thì các bạn nhấn cất. Lúc này các bạn có thể vào phân hệ bán hàng, chọn báo cáo phân tích, nhấn vào chọn báo cáo. Tôi sẽ xem chi tiết công nợ phải thu của khách hàng hoặc là các bạn có thể xem tổng hợp công nợ phải thu của khách hàng cũng được. Và xem từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 tháng 1 để xem những khách hàng đó có giảm công nợ hay không Thì lúc này các bạn sẽ thấy 8 khách hàng, 8 học sinh Chúng ta hạch toán nợ tài khoản 131 Và chúng ta hạch toán có tài khoản 131 Tức là thu tiền của khách hàng Đấy thì cuối kỳ không có số dư Tức là đang hết Còn nếu mà khách hàng nào đang dư nợ là Chúng ta còn phải thu Dư có là khách hàng trả trước Thì trường hợp trả trước tiền học phí thì sẽ không xảy ra. Còn nếu mà có thì các bạn cần phải kiểm tra lại các cái đối tượng xem chúng ta chọn đúng đối tượng hay chưa. Trong trường hợp nếu như các bạn là có tham chiếu thu tiền khách hàng hàng loạt tham chiếu đến các chứng từ bán hàng mà chúng ta lại muốn sửa chứng từ bán hàng của một học sinh nào đó trong 8 học sinh của ngày mùng 5 tháng 1 chẳng hạn thì lúc đó nếu như và các bạn là bỏ ghi của một bạn nào đó ngày mùng 5 tháng 1 ở trong phần bán hàng thì phần mềm sẽ không cho các bạn bỏ ghi bởi vì chúng ta đã tham chiếu nộp tiền và tài khoản hoặc là thu tiền của khách hàng hàng loạt sang các cái chứng từ bán hàng này rồi nên là phần mềm sẽ không cho các bạn bỏ ghi còn nếu mà các bạn bỏ ghi thì các bạn sẽ phải nhấn vào chứng từ nộp tiền này sau đó các bạn bỏ ghi và các bạn xóa chứng từ này đi thì chúng ta mới sửa được chứng từ bán hàng sửa xong thì các bạn lại phải nhớ quay vào phân hệ ngân hàng để chúng ta thu lại tiền khách hàng hàng loạt của ngày mùng 5 tháng 1 đó. Còn nếu các bạn không thu thì sẽ lại bị lệch công nợ. Còn nếu như các bạn phát hiện ra là các bạn thu sai, tức là thu thừa khách hàng có 8 mà các bạn lại thu 9 chẳng hạn ấy thì lúc đấy các bạn lại đặt con chuột vào đây chúng ta bỏ ghi xóa đi và thu lại, khách hàng hàng loạt lại. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn cho các bạn về giấy báo có thu tiền khách hàng hàng loạt trên phần mềm Misa.